Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng thì anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Mới gội đầu tóc hơi ngủ thì em thông cảm. Anh em xem ở trên kênh của mình ấy, thì nhiều ông có hỏi mình về cái vấn đề là game này có mod speed được không? Thật ra là có và khá là nhiều cách. Đấy, nhưng mà nó phức tạp hơn các tựa game khác rất là nhiều. Đấy, thì mình cũng hôm nay mình cũng mạnh dạn share một số cái cách mà mình tìm hiểu được cho mọi người thôi. Thì cách này là mình tìm hiểu rồi mình share cho anh em. Chứ thật ra mẹ đến tầm này mà tôi share cái video này là đến tôi cũng không dám dùng rồi, để bạn sợ bị bán ác lắm. Nên là trước khi mà vào video tôi cũng thông báo với mọi người trước, mình share, ai dùng thì dùng, còn nếu như mà bị bán ác nhá, đừng có chửi tôi. Đấy, tôi không khuyến khích dùng đâu nhá, bị dùng 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 được thì chịu chịu, dùng được thì chịu được nha, bị làm sao kệ nha, đừng có lên đòi hỏi tôi là tôi không giải quyết từ đâu. Đầu tiên, anh em lên CH Play. Chắc chắn rồi, tải tựa game thiếu niên danh tiếng Ma Quy mà anh em đang chơi về. Đăng nhập tài khoản vô, update hết tất cả các kiểu. Đăng nhập tài khoản vô, log ác vào. Check xem mà đã vào được ác chưa, không bị vấn đề gì khi mà đăng nhập tài khoản như này chẳng hạn. Đây nha, mình check cho mọi người xem nha. Rồi, đang đợi vào game. Đó, vào game đàng hoàng nha. Ok, rồi chúng ta bước tiến đến cái bước tiếp theo, đó là phần mềm sử dụng là phần mềm gì. Có rất là nhiều phần mềm mod speed game đấy, và cái quan trọng chúng ta phải dùng phần mềm nào mà nó uy tín thì chúng ta sẽ gạt được cái vấn đề bị mất ác đấy. Thì X8 Speeder là một trong những cái phần mềm mà mình nghĩ là nhiều anh em biết, và cũng là phần mềm mình nghĩ là nhiều anh em sử dụng đấy. Tải đơn giản về, chúng ta chỉ cần install nó là nó sẽ tự động tải file về. Nhưng mà có một cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với mọi người là đa phần những anh em mà dùng cái phần mềm này chỉ biết bấm và cài thôi, và khi đó nó sẽ hiện hiện ra một cái bảng thông báo là phải nói chung là thiếu tệp đấy, và anh em phải lên Google để tải cho đầy đủ tệp OBB đấy. OBB mình nhớ không nhầm nó là một cái file giống kiểu file data ở game thôi đấy. Cái file data này thì nó một số game nó không làm chặt đấy, thì cái file data này nó giúp cho cái dung lượng khi tải game của người về máy nó nhẹ đi đấy. Khi tải về máy xong, mọi người cài đặt, mọi người update thì cái file data bắt đầu update ở chỗ đấy, update chỗ đấy lên thì giúp cho quá trình tải game của các bạn đơn giản. Nhưng mà update thì tính ra nó vẫn vậy, dung lượng nó đẩy lên thì nó vẫn bằng một cái file bình thường khi các bạn tải về, và các bạn tải trên CH Play sẽ là một cái file nguyên vẹn luôn, có cả file data ở trong đấy luôn, đó là file OBB. Đó, thì nếu như anh em dùng các cái trình tải như kiểu là APK này, hay là dùng phần mềm mod các kiểu này này, thì nó sẽ chỉ cho anh em một cái file mà chỉ là file gốc của nó thôi. Ví dụ như là file anh em thấy dung lượng của game thiếu niên Ma Quy chỉ có 96,90 MB đấy, trong khi game này nặng tầm khoảng, mình nhớ không nhầm, tầm 700 mấy thì phải, đúng không nào, 700 mấy, 800 mấy ấy, mình nhớ mang máng vậy đấy. Thì là nó thiếu, và đây là nó thiếu tiệm tệp data. Và trước khi mà mọi người tải xong cả phần mềm game, tải xong cả game cả phần mềm mod speed về rồi, anh em giúp mình một việc. Khi mà mọi người chạy xong game thì chắc chắn nó sẽ có file data ở trong máy của các bạn rồi. Các bạn vào phần file manager, bấm sang phần này. Anh em tìm giúp mình cái file chứa cái dữ liệu của game. Như ở máy mình nằm ở mục Android này, OBB này. Đấy, anh em có thể thấy phần com.pp thiếu niên danh tướng Ba Quy. Nó có thể nằm ở bất kỳ một file nào đó trong thiết bị của các bạn, nhưng mà cái tên file sẽ không bao giờ thay đổi, nó chắc chắn sẽ là tên file như này. Đấy, cái file com này, .pp này, .thiếu niên danh tướng Ba Quy. Thường thường ấy, nó sẽ là một cái định dạng chung là com chấm viết tắt tên của nhà phát hành, sau đó đến tên game, xong chấm tên 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 game, chữ pp tôi không biết có ý nghĩa là gì. Ok, bấm vào đấy. Anh em có thể thấy cái file data của game nó lên đến 657,98 MB. Đây là file data được update. Việc nhiệm vụ của mọi người là gì? Anh em cài đặt file kia sẽ bị thiếu file data này. Vậy bây giờ chúng ta phải lấy cái file data này trước, mod speed xong rồi đẩy file data này trở lại thì nó sẽ hoàn thiện, nó sẽ là một cái game có đầy đủ tất cả các file, đúng không nào? Đấy là cái tư duy đơn giản nhất để các anh em có thể hiểu về cái vấn đề này. Ok, copy file. Anh em copy file này, nó copy sau đó paste ra một cái thư mục bất kỳ, hoặc mà anh em có thể tạo một cái thư mục của trong máy của các bạn như là data game chẳng hạn, một cái tên bất kỳ mà không trùng nhá. Ví dụ như đây mình thấy có file backup của mình là không có một cái item nào này.
mình sẽ lưu tạm nó vào đây. Quá trình nó phải mất một quá trình để nó đẩy file sang. Đấy. Anh em đợi mình một chút thì nó đẩy file sang nhé. Thiếu thì chúng ta bổ sung file vào thôi là xong. Tất cả các thiết bị mà đã cài đặt game đầy đủ nhưng chắc chắn nó sẽ có file data ở trong máy của các bạn rồi. Đấy, bây giờ các bạn mode speed đấy, xong rồi nhá. Rồi ok, trở ra ngoài này. Chúng ta quay trở lại với phần mềm mode speed. Đấy. Giờ chúng ta có thể cài đặt mode speed trên thiết bị này được rồi. Ok, có một chút cái file cài đặt, nếu như anh em có bấm vào phần active ấy mà nó yêu cầu anh em gỡ cài đặt mà nó xóa luôn luôn cái file game đi ấy thì rất tiếc mọi người sẽ phải lên CH Play và sẽ phải tải lại nhá. Đấy, bởi vì đôi lúc nó cũng hơi lỗi tí. Ok, còn khi nào mà các anh em bấm vào phần active ở trên thiết bị của các bạn ấy mà nó hiện ra một cái bảng đây, nó sẽ có quảng cáo, tắt quảng cáo đi nè. Nó sẽ hiện ra ở góc trên cùng có một cái file copy backup nó đang tải về. Đấy là ok. Đấy, còn nếu như mà nó bảo yêu cầu các bạn xóa mà các bạn xóa thì anh em phải lên Google CH Play để tải lại. Rồi ok. Inno X8 APK. Đấy, giờ thì chắc chắn nó sẽ bắt các bạn gỡ này. Bởi lúc nãy là nó chưa bắt các bạn gỡ. Nó chưa tải file cài đặt mới về mà nó bắt các bạn gỡ, các bạn bấm gỡ cái là nó sẽ không có file gốc để mà nó đẩy cái file game chuẩn của nó lên ấy. File game mà đã mốt của nó lên. Rồi, install. Anh em đợi một chút. Open. Rồi, giờ chắc chắn là game nó sẽ gặp cái trường hợp mà anh em rất hay gặp đây. Đợi mình một chút, đợi nó game nó load lên đã. Rồi, Aki. Rồi. Đây, đây là cái trường hợp anh em gặp nhiều nhất mà từ ngày đầu mình nói rồi, thiếu tệp dữ liệu đến Google Play tải gói OBB và thử lại. Đấy, nó đã thiếu cái tệp dữ liệu từ nãy giờ đó. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái file manager nãy mà chúng ta đã copy. Mình quay trở lại phần Android ở phần OBB ngay từ lúc đầu của mình, nơi mà mình đã copy cái file mà có chứa dữ liệu, file data gốc của game đã update đầy đủ, anh em thấy không? Nó đã bị mất file OBB ở đây. Đấy, chúng ta sẽ quay ra. Quay lại cái phần mà chúng ta đã cái thư mục chúng ta đã copy file trước đó vào. Đây. Copy nó. Copy. Sau đó là quay trở ra. Và quay trở lại đúng cái file, cái nơi, đúng cái vị trí mà anh em copy cái file này từ trước. Đấy. Thiếu niên danh tướng Ba Quy, nhấn paste. Đợi một chút nhé, nó sẽ hơi lâu một tí. Rồi, ok, xong. Rồi, chúng ta có thể vào game. Vào game và trải nghiệm cái mode speed khi mà nó đã hoàn thiện. Bây giờ thì chắc chắn nó sẽ không bị lỗi thiếu data nữa rồi. Đó, anh em thấy không? Nó sẽ không hiện ra cái thông báo thiếu lỗi data. Chúng ta đợi cho nó vào dữ liệu một chút đã. Mất tầm khoảng 1-2 phút thôi. Nó giải nén đấy mà. Rồi, giải nén. Sau đó là bơm thêm một chút dữ liệu vào nữa thôi. Ok, xong. Đến đây là xong. Đúng không nào? Đến đây là xong. Chuẩn chưa? Nếu như anh em cần thì tôi có thể test luôn cho mọi người. Tạo một tài khoản đăng nhập nhanh. Long vào server S9. Tại cái app Mode Speed thì chúng ta có thể tăng tốc độ lên. Mình nhớ tăng max đây nha. Đây, tầm này đi. Rồi, bắt đầu chạy. Nó ra thông báo bắt đầu chạy Mode Speed rồi. Các bạn sẽ thấy tốc độ trong game sẽ thay đổi rất nhiều. Anh em có thể tăng tốc độ tùy của mọi người. Thực ra sẽ tùy với máy đấy. Đấy, rất là nhanh luôn. Đúng không nào? Đây, đây là cái các anh em cần. Đúng không nào? Đó. Và cái Mode Speed này thì mình nghĩ là sớm muộn gì thì khi mà sau khi mình đăng tải video lên thì cũng dễ mà bị VNG người ta sẽ fix thôi. Nên là thôi, anh em mà tận dụng một tí nào thì tận dụng nhá. Ok, nói chung là video này mình xin phép kết thúc ở đây thôi.
Em thứ hai đừng quên like, share, subscribe kênh giúp mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhá. Bye bye.